Kiếm cơm ở đất Sài Gòn. Ông bà ta có câu, đất lành chim đậu, quả là đúng cho đất Sài Gòn. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, mặc dù không thể so sánh với Hà Nội hoặc Huế với bao di tích lịch sử xưa, nhưng với đất Sài Gòn, đất cũ đãi người mới. Phải nói một điều là hiện tượng bùng nổ dân số ở Sài Gòn đã xuất hiện từ lâu, nhưng chưa bao giờ đông đúc như hiện nay. Mỗi buổi sáng, chiều, giờ tan ca làm, giờ học sinh ra về là mọi ngã đường đều kẹt cứng. Xe gắn máy chạy khắp ngã đường. Chỗ nào xe lăn bánh được là đều có mặt xe gắn máy. Sự bùng nổ dân số kéo theo nhiều nan giải về đường xá giao thông. Mặc dù đã cấm xe tải lưu thông trong giờ cao điểm, nhưng phố xá bụi khói vẫn mịt mù. Sài Gòn là nơi dễ kiếm đồng tiền. Con người tánh tình dễ dãi, cho nên dân tứ xứ khắp nơi đổ xô vào, hầu kiếm cho mình một cơ hội để làm giàu. Nhưng trước hết là để kiếm miếng cơm nuôi thân trước đã. Chuyện này thì trong tầm tay. Chịu khó siêng năng, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn là chuyện dễ. Quý vị hãy bắt đầu xem một người đàn ông đang gồng mình kéo xe thang lên cầu. Hình ảnh này đã có Sài Gòn 5-60 năm nay. Từ khi người ta sáng chế ra chiếc xe ba bánh, nó chở đồ nhiều và tiện hơn chiếc xe đạp. Nhu cầu dùng thang ở Sài Gòn vẫn còn nhiều, cho nên các tiệm chành bán thang ở dọc mé sông vẫn buôn bán nhộn nhịp. Người phụ nữ này từ miền Trung lặn lội vào đất Sài Gòn, chọn cho mình một nghề gánh trái cây đi bán dạo. Mỗi ngày kiếm được 3-40 ngàn, góp nhặt vài tháng gửi về quê để nuôi gia đình. Quý vị nhìn thấy một thanh niên khỏe mạnh, chưa chắc gánh được gánh trái cây lên được mặt cầu. Một sức mạnh sinh tồn, có thể vì lòng thương cha mẹ con cái ở quê nhà, mà người phụ nữ này mỗi ngày phải gánh trái cây đi bán khoảng 20 cây số. Cơm nấu bỏ vào lon Vigo đem theo, nước đựng vào chai nhựa, tằng tiện được đồng nào đỡ đồng đó. Nhà thì mướn ở chung cả chục người một phòng, một tháng mỗi người khoảng 30.000 đồng. Có bà già bán bánh tét, bánh ít, mỗi sáng gánh đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, bán cho khách quen,
là công chức, học sinh đi xe buýt, mấy anh tưới cây và một số khách vãng lai. Cái nghề này bây giờ cũng bị cạnh tranh bởi thanh niên. Họ có sức nên không ngồi một chỗ mà gánh đi bán khắp nơi. Bánh tét nhân đậu có cục mỡ ở giữa, ăn vào bùi bùi béo béo bởi nếp, đậu và mỡ trộn chung. Rồi bánh tét nhân chuối ngọt dẻo, ăn hai cái chưa ngán. Bánh ít nhân đậu, nhân dừa, nếp thường, nếp than cũng có. Hoặc gói bằng lá cẩm, có màu tím dịu dễ thương. Bọc bên trong là những sợi dừa trắng nuốt ngọt liệm. Khi đại lộ Đông Tây mở ra, thì bến Hàm Tử sẽ rộng khoảng 60 mét. Nhưng hiện nay mới ở giai đoạn giải phóng mặt bằng, cho nên người ta vẫn còn sử dụng làm nơi chứa củi để bán, tàu ghe các nơi chở đến thuận tiện đường sông, đường bộ. Những chiếc xe xích lô mái thời hoàng kim năm 60-70 nay không còn nữa. Hồi đó, người lính Mỹ da đen rất thích đi loại xe này. Xe được làm rất đẹp, vẽ bông hoa, sơn màu sặc sỡ, gắn mấy cây anten và đèn nhấp nháy khắp xe. Ngã tư nào cũng đậu vài chục chiếc, nhưng so với chiếc xe ba bánh gắn máy thì chở không nhiều bằng, và nhất là chở đồ cồng kềnh thì thua xa. Hồi xưa người ta vẫn in lên bìa tập hình chiếc xe xích lô mái. Khởi thủy người ta đi bán đồ đều phải gánh và đựng trong những chiếc thúng, giỏ hoặc chèn. Đồ thì ít mà gánh đi lâu thì mệt, cho nên họ chế ra chiếc xe ba bánh nhỏ. Trên xe này chứa đủ đồ như một tiệm tạp hóa nhỏ, từ cây kim sợi chỉ nhỏ xíu cho tới tấm thớt nặng nề, dầu hôi, chổi, vẻ lao, lò dầu, sơ mướp dùng để rửa chén và các mặt hàng nhựa khác. Buổi sáng, món dân lao động thường ăn nhất là cơm tấm, vừa no vừa rẻ. Họ chỉ ăn những nơi bán quen, phù hợp với túi tiền. Một dĩa cao nhất là 5.000 đồng, cơm nhiều, có sườn chả. Còn không thì trứng kho với da heo hoặc cơm bì 3.000 đồng. Ăn như vậy mới có sức đi làm. Dài ba bữa, họ đổi sang bánh canh, hủ tiếu, cũng giá bình dân, 3.000 đồng một tô lớn. Không ở nơi đâu trên thế giới mà món ăn nhiều như ở Sài Gòn. Người ta chế biến đủ thứ, món nào cũng cả chục thứ. Thí dụ như xôi, nào là xôi đậu xanh, xôi nếp than, xôi lá dứa, xôi đậu đen, xôi sầu riêng, xôi bắp, xôi mặn, vân vân. Rồi bánh đúc, bánh chuối xào dừa, đủ loại. Như nhà văn Sơn Nam nói ngay từ khi ta mở nước, Sài Gòn đã là chợ, là cảng biển giao lưu với vùng nội địa phía đồng bằng sông Cửu Long và với vài nước miền Nam châu Á. Thời xưa nói đến chợ, ta nghĩ đến một mặt bằng tương đối rộng, với một nhà lồng kiểu liều bạc che nắng che mưa, bán thức ăn, rau cải, cá, thịt, gạo, hợp vào buổi sáng. Lần hồi do nhu cầu phát sinh thành cả chợ chiều. Dùng Sài Gòn là đắc địa, quy tụ lần hồi quá đông dân. Vì vậy, phải có nhiều chợ nhỏ mới đáp ứng nổi nhu cầu ăn của cư dân. Có một nghề mới phát triển vài năm gần đây, nó gây nhiều sự chú ý, nhưng lần hồi rồi cũng quen đi. Đó là nghề bán bẫy chuột, keo dính chuột, kèm theo là thuốc trị hôi nách, thuốc sâu răng, thuốc chà răng trắng và cả bấm lỗ tai. Người ta không rao bằng miệng mà rao bằng băng cassette, phát ra điệp khúc lặp đi lặp lại. Lúc đầu nghe thấy lạ, ai cũng cười. Lần hồi nghe chói tai, riết rồi cũng quen tai, không còn ai chú ý. Môi trường, đặc biệt cây dính chuột có thể tái được nhiều lần. Ngoài ra, cây dính chuột còn có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên vỏ hộp. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm, đó là keo dính chuột, một sản phẩm uy tín chất lượng mà không có một loại hóa chất nào so sánh được, một sản phẩm tiêu diệt chuột nhanh nhất, hiệu quả nhất mà Trung tâm Công nghệ Hóa Màu vừa cho ra đời, đó là keo dính chuột.
Vậy, Trung tâm Công nghệ Quả Màu kính mong bà con cô bác, anh chị hãy hưởng ứng phong trào một sản phẩm uy tín chất lượng mà không có một loại hóa chất nào so sánh được, một sản phẩm tiêu diệt chuột nhanh nhất, hiệu quả nhất mà Trung tâm Công nghệ Quả Màu vừa cho ra đời, đó là keo dính chuột. Vậy, Trung tâm Công nghệ Quả Màu kính mong bà con cô bác, anh chị hãy hưởng ứng cho phong trào ba việc: diệt chuột, diệt ruồi, diệt muỗi. Trung tâm ứng dụng công nghệ Quả Màu xin trân trọng giới thiệu với bà con cô bác, anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái được nhiều lần. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên vỏ hộp. Trung tâm ứng dụng công nghệ Quả Màu xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm, đó là keo dính chuột. Ở bên quận 8, chợ Xuống Củi có một tiệm bán mì dịch. Không phải mì dịch tiềm, mà là mì dịch chiên. Khách ăn rất đông, một tô chỉ có 6.000 đồng. Mỗi người được thêm một chén huyết. Muốn ăn hủ tiếu cũng có. Khách vào ăn, có người thích ăn đùi, người thì ăn cánh hoặc thịt nạc, hay đầu và cả cần cổ. Sài Gòn là nơi có nhiều nghề người ta sáng chế ra cho tiện lợi, như xe bán cà tím nướng lửa than rét mỡ hành 2.000 đồng một ký. Anh chàng bán cà có tới 2 bếp than để nướng. Ai mua cà sống cũng bán. Cà nướng rét mỡ hành mua về dầm vào nước mắm tỏi ớt, ăn với cơm nóng, lúc trời mưa thì hết chỗ chê. Ở chợ lớn chung cư Lý Thường Kiệt, gần sân vận động Thống Nhất, có một xe bán phá lấu. Buổi chiều 4 giờ mới dọn ra, 9 giờ tối là hết. Khách mùa đồng hai thớt sắt không kịp tay. Tim heo, phao câu, gà vịt, tim gà, tim vịt, lưỡi vịt, huyết heo, tàu hũ, cải chua, cẳng gà, đầu vịt, dồi trường, ruột non, lỗ tai heo, lỗ mũi heo, bao tử, đồ lòng gà. Món nào nhậu hoặc ăn cơm cũng được. Khách mua cứ gấp bỏ vào thau. Người bán lựa ra từng món cân tính tiền, rồi xắt cho vào bao, kèm theo nước lèo, ớt, hành lá. Ai kỹ thì mua về cho lên bếp nấu sôi lại một lần rồi ăn cũng được. Một món ít nơi bán, mặc dù là ở chợ lớn, đó là hủ tiếu Hồ. Món này là của người Triều Châu đem sang Việt Nam. Hủ tiếu ướt sắc miếng cỡ hai lóng tay, ăn với nước lèo, ruột heo và bao tử phá lấu. Ăn chung với dầu cho quẩy thì rất ngon. Nếu quý vị ăn một tô chưa đã, gọi thêm một tô khác thì phải là tô mới, chứ không dùng tô ăn rồi. Vì người bán phải chao nước lèo vào tô 2-3 lần cho nóng. Mỗi tô đều có huyết, kèm theo một ít ớt sa tế, nặng một miếng chanh, ăn nóng rất ngon. Nơi bán là ngã ba đường Hùng Vương, Phạm Đình Hổ, quận 6, đồn Cây Mai ngó sang. Chỉ bán tới 9 giờ là hết hai nồi bự. Này cô em xinh xinh mắt nhung, đừng nhìn tôi êm ái như vậy,
làm lòng tôi vẫn vương những chiều vì hình bóng em yêu. Bánh ống là bánh mà người ta dùng bột gạo giã nhuyễn với nước lá dừa, rồi cho vào ống đưa vào nồi hấp. Mỗi nồi chỉ hấp được 4 ống, thời gian hấp 1 phút là chín. Bánh ăn với dừa, mè, đường. Bên ngoài là hai miếng bánh tráng bọc lại, giá 1.000 đồng 2 ống. Cắn một miếng bánh nhai mấy cái, quý vị sẽ tận hưởng được hương vị quê hương. Nước béo từ dừa ứa ra, trộn lẫn vị ngọt của đường, mùi thơm của lá dừa, dai dai của bánh tráng, mềm mềm của bánh ống và những hạt mè điểm vào, làm cho bánh ống có một sức hấp dẫn đặc biệt. Đây là món liệt vào hạng vừa ngon vừa rẻ. Con người sinh ra là đã khóc, cho nên kiếp người khổ là nhiều, chứ sướng thì chẳng bao nhiêu. Có người khổ từng giai đoạn, từng thời gian, nhưng cũng có người suốt đời khổ cực cho tới già, và chết cũng không thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Hết nợ tiền rồi tới nợ người, như bà già bán dao kéo đây, phải mượn tiền mua đồ để bán, rồi lại phải nuôi cháu nội vì ba nó mất, má nó bỏ đi từ lúc nó đỏ hỏn, phải cày cục cho hết một kiếp người. Ắt hẳn quý vị sẽ thấy và hiểu tại sao Sài Gòn có sức hấp dẫn mọi người kỳ lạ đến như thế. Người ta đến Sài Gòn để làm mọi nghề kiếm sống. Có những nghề mới phát sinh sau này do nhu cầu hoặc do sáng kiến của những người buôn bán tạo ra. Có nghề đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được miếng cơm manh áo. Nhưng ngược lại, cũng có nghề nhàn rỗi, dễ thở hơn. Cái nghề kiếm sống mới nhất ở Sài Gòn là đi bán bánh mì. Ủa, bán bánh mì có từ thời Tây qua đây rồi mà. Xe đạp bán bánh mì thịt ở quê, bóp còi toe toe, cũng xuất hiện lâu rồi chứ đâu có gì mới. Mới chứ sao không mới. Đi xe đạp bán bánh mì thì cũ, nhưng rau thì mới. Họ rau bằng băng giống như bán keo dính chuột. Thời hiện đại cho nên xã hội cũng đẻ ra nhiều nghề để theo kịp trào lưu. Cái nghề cân đo bằng máy vi tính là điển hình. Quý vị cứ bước lên là máy tự động cân đo chiều cao và cho lời khuyên bạn nên ăn ít vì mập quá, hoặc ráng ăn nhiều vào vì ốm quá. Một lần cân 2.000 đồng. Sau năm 75, có một số người miền Bắc cũng vào Nam đi bán giỏng ni lông, giỏng dù. Nhưng nghề này lại là nghề của người Châu Đốc, An Giang. Người Chà Châu Giang họ đi bán giỏng, lụa, quần lãnh Mỹ A đen bóng, nổi tiếng một thời. Bây giờ thuộc vào hàng tiếng. Cái hái không? Dạ, anh hái 14 lỗ rồi, giỏng Việt Nam 10 lỗ rồi, anh hái đến thử 14 lỗ không? Bán ba anh hái lên. Cái giỏng đính là lợi không quá hả? Không, giờ không chơi giỏng quá nữa, lắm. Mau dắt nữa. Mà này nhiêu lận? Này 85 ngàn. Thôi. 85 ngàn. 65 ngàn, 35.
chắc là cũng thấy bán đây à, tao mua không tưởng có cái đội giỏng giải mà giỏng này gói cũng gọn là mình nằm nó mát nữa, mát luôn lắm. Tại mấy giỏng này ngon không? Thái hả? Bảo đảm nay phải vô bảo tao phải thái cho luôn. Giờ mới giao 130 ngàn cái á. Dạ nó hạ rồi, 14 lỗ rồi, đếm thử thôi. Chị đang có nằm 14. Giỏng quá. Giỏng quá. Có những nghề buôn bán đàn ông lấn sang lĩnh vực của đàn bà, thì cũng có nghề đàn bà lấn sang đàn ông. Có khi họ còn giỏi hơn, vừa đi bán vừa đem con theo để coi. Xe ba bánh không còn độc quyền của giới mài râu. Các bà các chị vẫn đạp phơm phơm mặc dù chở nặng. Rau cải trái cây bốn mùa đều có trên xe, mặc cho mưa nắng. Miễn kiếm ra đồng tiền chân chính để sống là được, đâu có ai chê cười. Quên ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhầm ngoài mưa lấm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vô tư chạy theo lũ ban học thiền. Từng chiều giống chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ. Chổi quét nhà, chổi lông gà, dẻ lau, được mấy cô cho lên xe đạp rảo mấy xóm bán. Còn mấy ông thì vẫn như xưa, dài giác tay mang chổi lông gà đủ màu đủ cỡ. Họ dùng chổi quét trần làm đòn gánh, treo mấy cái chổi khác lên gánh đi việc nhà. Chổi họ lấy từ miệt Đồng Tháp, An Giang. Cây lớn 10.000 đồng, cây nhỏ 6.000. Chổi quét trần 15.000 đồng một cây. Bây giờ xin mời quý vị đến với một nghề mà ai cũng biết, ai cũng ăn qua một lần, đó là kẹo kéo. Ngày xưa người ta đi bán hay rau, cô nào chồng bỏ chồng chê, ăn vào kẹo kéo chồng mê tới già. Xe kẹo kéo có quay số, bắn súng. Bây giờ người ta phát nhạc để gây sự chú ý thay lời rau. Nấu kẹo kéo rất dễ, ai làm cũng được, nhưng hai tay phải chịu được nóng lúc kéo kẹo. Công việc nấu kẹo cũng đơn giản, cho đường vào nồi nấu sôi cho tới lúc dùng đũa khuấy thấy dính hai chiếc đũa lại, hoặc lấy một ít cho vào nước lạnh, kẹo khô ăn giòn là được. Đậu phộng rang chín chà bỏ vỏ, có người để nguyên hộp, có người chà bể hạt đậu ra. Theo tôi thì để nguyên ngon hơn. Khi đường đã nấu tới, người ta nặn một miếng chanh cho lợi đường, sau đó đổ vào một cái thau, tráng một lớp dầu phộng, rồi đem ngâm nước khoảng 10 phút thì đường kẹo lại. Đem cục đường đã kẹo lại vuốt vào cái dinh, gọi là kéo kẹo. Công đoạn này khoảng 10 phút. Lúc đầu chỉ cần kéo khoảng 10 lần thì kẹo ngả màu vàng chanh sang trắng nước. Kéo một hồi thì kẹo hơi cứng, người ta lại cho vào một ít nước. Cây kẹo tỏa nhiệt ra mềm lại và người ta tiếp tục kéo. Khi kẹo gần được thì có hai cách thử. Một là cảm giác tay kéo kẹo bắt đầu chặt lại, hoặc cho vào miệng một miếng
vừa giòn vừa tan là được. Cho vào kẹo một ống dầu chuối cho thơm, vuốt cho đều rồi đem xuống. Ở trên gián, người ta trải một lớp ni lông có tráng dầu phộng, để cục kẹo lên do tròn rồi đè dẹp xuống. Sau đó cho vani rồi đậu phộng vào giữa, xong gói kẹo bọc đậu phộng lại do tròn. Một đầu bự, còn một đầu nhỏ để kéo kẹo bán. Ai cũng có thể làm được, nhưng lúc kéo kẹo rất nóng. Tình ta rồi sẽ bên lâu mãi không phải. Ôi trái tim này rung động kỳ anh.
kìm những năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Những người bán kẹo kéo ca nhạc thì họ cho sẵn từng thanh vào bao ni lông rồi hơ lửa bỏ vào thùng, chứ không kéo nơi bán. Kẹo kéo ngâm vào bia ăn rất ngon, giòn, một cây 1.000 đồng. Có một bài ca thuở nhỏ thường nghe mấy xe kẹo kéo rao, đó là bài Tập Tầm Dông. Tập Tầm Dông, chị lấy chồng, em ở giá, chị ăn cá, em mút xương, chị nằm giường, em nằm đất, chị hút mật, em liếm ve, chị ăn chè, em rửa bát, chị coi hát, em vỗ tay, chị ăn mày, em xách bị, chị làm đĩ, em xỏ tiền, chị đi thuyền, em đi bộ, chị kéo gỗ, em lợp nhà, chị trồng cà, em trồng bí, chị tuổi Tý, em tuổi Thân, chị tuổi Dần, em tuổi Mẹo, chị kéo kẹo, em đòi ăn, chị lăn xăng, em ăn hết, chị đánh chết, em la làng, chị đào hang, em chung tót, chị nhảy nhót, em chung ra. Những phút đam mê trong tình yêu, đôi mắt nai yêu kiều, hơi tóc mai trong chiều nắng, có biết ta mong chờ mãi dù từng ngày phôi phai. Những chung bàn đi đúng đúng xì xì, những phút từng đi bình nhau lòng cây, chờ sân sông đầu bay đắm bên bên say, mình yêu nhau đi bay bên nhau hoài em, bay bên nhau cùng say sưa nhảy nhảy, tình vui đêm nay và trao nhau tình đông tây. Chị và các bạn trẻ thân thương mến thương ủng hộ cho anh em cái kèo để khi định thần và cùng thưởng thức qua chương trình ngày buổi tối hôm nay. Mở đầu chương trình ngày, mấy bên tôi xin gửi lời ngoài cô bác anh chị qua tiết mục nhẹ nhạc rap với nhạc phẩm của Sĩ Đan, nhạc phẩm mang tên Con Tim Mù Lòa. Bài
còn một nghề cũng cần xe đạp, máy hát, loa, đó là bán băng nhạc. Những bài ca ăn khách, những băng tấu hài vui nhộn. Một xe chở chừng 100 băng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một ngày kiếm 30-40 ngàn, nhưng cũng lựa chỗ mà bán. Phát loa lớn quá, người ta không thích sầm chuyện. Đúng rồi, không có. Chạy phải không? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Không có phải không? Ở chung phải không? Chứ còn gì nữa? Thì đâu nữa là mất hồn chứ à? Tôi cũng hết dưới hết hồn. Sáng nó vui. Gốc Bùi Thị Xuân và Cống Quỳnh, buổi sáng có ba bà bán khoai và chuối. Khách ghé vào mua rất đông. Mỗi người một gánh đầy, bán từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ là vơi gánh. Sau đó họ đi bán dạo cho tới trưa. Chuối bán là chuối sáp ăn ngọt cưng cứng. Còn khoai thì có khoai môn, khoai nghệ, khoai sữa, khoai dương ngọc, khoai trắng. Mỗi loại có hương vị khác nhau, thứ nào cũng ngon. Phố Sài Gòn có hai mặt từ xưa đến nay, cái nghèo và cái giàu, cái sang trọng và cái bần hàn. Kẻ thì ở nhà lầu đi xe hơi, người thì ở nhà không ra nhà, cơm thiếu ăn cả đời cực khổ. Gánh cực mà đổ lên non, còng lưng mà chạy, cực còn theo sau. Bộ mặt thành phố đã được cải thiện rất nhiều. Những nhà ổ chuột trên kênh rạch đã được giải tỏa. Dân vào chung cư ở. Mặc dầu vậy, vẫn còn một số nhỏ sống bao đời trên các thuyền mục nát neo ở các bến vắng. Họ làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Lượm ve chai, bán vé số, làm thuê làm mướn. Tương lai mờ mịt, chưa có gì sáng sủa. Hiện nay, một loạt các cầu đã được thực hiện như cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Tri Phương, chuyển đổi dân sống trên nhà sàn vào các nơi khác. Từ
quận 4, quận 8 đã nhìn được sang quận 1, quận 5, quận 6. Hai bờ kinh Bến Nghé và Tàu Hủ sẽ không còn nhà ổ chuột giống như khu cầu bông đa cao vậy. Người ta thường nói, giày dép còn có số, huống chi con người. Như thế, để cho cuộc đời này bớt khổ, không còn gì hay hơn là tập cho chúng ta sống hòa mình cùng thiên nhiên, nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng là để sống. Và hãy thả trôi đi những tị hiềm, vì mọi thứ đều trở về nguồn gốc vũ trụ của nó, đó là cát bụi. Nói như những lời tình tự của một nhạc sĩ tài ba đã qua đời. Những con người nghèo khổ còn đang vật lộn giữa đời để kiếm miếng ăn, để trả nợ đời. Họ là những người phi phàm, dám đối diện với cái khó, cái khổ, mà bên mình không có một sự an ủi trợ giúp tâm lý của triết lý sống. Họ dám làm, dám đương đầu, dám sống. Đó là bản năng tuyệt vời nhất của con người. Hãy nhìn họ kiếm miếng ăn ở đất Sài Gòn mà học cách sống. Vì kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Và tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe, chứ không phải của cải vật chất. Thân chết đi rồi trở về cát bụi, mọi thứ đều để lại cho đời. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi những hình ảnh trong cuốn băng này, và mong qua đó sẽ tạo cho quý vị một cái nhìn chung về cuộc sống ở đất Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Chúc quý vị luôn đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Tuyệt vời, yêu người yêu cảnh yêu đời, nơi đây phồn thịnh. Nơi đây phồn thịnh sáng ngời nguy nga. Dấu ấn của tháng năm đẹp nhất một đời người đối với những ai đi xa thành phố rợp bóng me xanh và tiếng ve ngân vang trong nắng trưa hè, có lẽ đều bắt đầu từ một thời thơ ấu theo chân mẹ tới trường. Thật vậy, mỗi chúng ta khi hoài niệm lại tuổi ấu thơ của mình, tâm tư tình cảm dẫu có trải qua tro than năm tháng, nhưng vẫn bùng lên như một que diêm
ra ánh lửa ấm áp, soi rõ lại gương mặt ấu thơ. Ở đó, ta ngày xưa là một cô bé, cậu bé, lần đầu tiên bước chân vào lớp học. Có những gương mặt còn nhòe nước mắt vì lo sợ, tuổi thân trước bao cảnh lạ, bạn bè chưa quen, cô giáo chưa thân thiết như mẹ hiền, đã gửi ta ở lại lớp học đầu đời để buông ba vào cuộc mưu sinh, vất vả trên những chặng đường kiếm sống. Sau khi cố tranh thủ lo cho đứa con yêu dấu của mình một bữa ăn sáng vội vã ngoài cửa lớp, con ăn no thì cha mẹ mới yên lòng. Tuy chỉ là một bữa ăn sáng đơn sơ trước cổng trường, nhưng đã nói lên được tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với đứa con còn ở tuổi ấu thơ, lần đầu tiên rời xa vòng tay âu yếm của mẹ để làm quen với không khí lớp học. Rồi sự ngỡ ngàng sẽ nhanh chóng qua đi khi bóng dáng hao gầy của người mẹ thân yêu đã hòa vào dòng người tất bật trên đường phố. Ánh mắt ngây thơ không còn dõi theo bóng mẹ nữa, để quay lại với những trò chơi không thể thiếu của thời thơ ấu. Những trò chơi và không khí sôi động luôn cuốn hút tuổi thơ. Những hình ảnh này sẽ không bao giờ mờ phai theo năm tháng. Khi ta bồi hồi nhớ lại, khi ta hóa thân vào hình ảnh những cậu bé, cô bé ngày nào ở lứa tuổi mẫu giáo. Âu ơ bu no chút sữa mặn mà, trao tình mẫu tử đậm đà tháng năm. Âu ơ nhìn con xinh đẹp trăng rằm, sáng trong mắt rời mẹ cưng mẹ chiều. Không biết từ bao giờ ca dao tục ngữ của Việt Nam đã đi vào lời ru của người mẹ bên chiếc nôi cánh võng kẹo kẹt trưa hè. Tấm lòng người mẹ nhân hậu, hết lòng thương chồng thương con, bước vào lời ru với hình ảnh của con cò lặn lội bờ sông, đã nói lên được sự tảo tần của mẹ. Nhưng mẹ đâu chỉ có lặn lội ngoài bờ sông, tất bật trên đồng ruộng vắng, mà còn khó nhọc vất vả lo cho con những bước đi chập chững vào đời. Dân, những người mẹ chịu thương chịu khó đã đưa con vào lớp học mà vẫn chưa yên tâm. Trong lúc con mình vui chơi, tập thể dục trong sân trường, tập ca hát trong lớp học, người mẹ hết lòng thương con ấy vẫn đứng bên ngoài cửa lớp, nhìn vào bằng ánh mắt xiết bao triều mến, lo lắng trước khi thắt lòng quay bước, tạm xa đứa con yêu dấu đã đi trường học, để bây giờ mẹ đi trường đời. Trường đời ngoài kia bao la rộng lớn, những cháu bé ngây thơ mắt tròn xoe trước ngưỡng cửa trường đời nhìn theo mẹ, nhắc cho ta nhớ lại một thời thơ ấu đã xa. Ngày ấy ta cũng tròn xoe mắt nhìn ra tìm bóng dáng người thân ngoài cửa lớp, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi để hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Và như thế, những trái tim thơ bé để in động dấu ấn của những kỷ niệm đời đời. Và cứ thế, theo thời gian, những cô bé, cậu bé ấy sẽ lớn lên lúc nào không hay. Cho đến một hôm cổng trường tiểu học mở ra, lứa tuổi mẫu giáo ngày nào đã bước vào lớp 1. Âu ơi, ví dầu cầu giang cầu tre lắc lẻo gặp gần phố đi, có đi mẹ.
dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ồ ơ trường đời dời dời con ơi, thương con mẹ hát. Ồ ơ thương con mẹ hát ru lời trường ca. Nhà văn Thanh Tịnh đã có một truyện ngắn rất hay, viết về lứa tuổi vào lớp 1 bậc tiểu học. Đó là truyện ngắn Tôi Đi Học, in trong tập Quê Mẹ, nói về tâm trạng của một cậu bé lần đầu tiên theo mẹ đến trường. Truyện ngắn mở đầu bằng đoạn văn đặc tả một buổi sáng sớm mùa thu khai trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi. Vâng, đó là ngày tụ trường vào mùa thu, và cậu bé theo chân mẹ tới trường của nhà văn Thanh Tịnh ngày ấy sao ngây thơ dễ thương đến thế. Bây giờ ở bậc tiểu học, có em vẫn còn được cha mẹ đưa rước, nhưng có em vẫn tự đi học một mình hoặc cả hai chị em cùng tới trường. Trước cổng trường bao giờ cũng có những trò chơi thời tuổi nhỏ, thiếu những trò chơi này thì không còn là học trò. Sức khỏe của học sinh là điều mà nhà trường hết sức quan tâm. Có sức khỏe mới học tốt, và ngưỡng cửa đầu tiên của việc bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong nhà trường là chích ngừa. Đây là ngưỡng cửa mà học sinh nào cũng phải qua và không thể trốn được. Nhìn các cậu bé, cô bé học sinh cấp 1 xếp hàng tới điểm chủng ngừa ngay trong sân trường cho thấy các cô cậu rất tự tin. Ồ, bạn chích có đau không? Không đau. Nhưng kia rồi, có một bạn bỗng rời hàng thụt lại khi đến gần cô y tá. Con trai gì mà nhát thế? Lại khóc nữa chứ. Cố lên đi bạn nhá. Nhắm mắt lại, loáng một cái là xong. Như kiến cắn vậy mà. Thế là xong. Từ bây giờ, bạn có thể tự hào là mình đã chích ngừa rồi vậy. Từ lâu, ông cha ta đã dạy con cháu tiên học lễ, hậu học văn. Bởi gốc đạo đức có vững thì cây tài năng mới vươn cao, xòe tán rộng. Tuổi ấu thơ là trang giấy trắng, giáo dục thế nào thì con người thế ấy. Cho nên cái lễ đầu tiên phải học là lòng hiếu thảo, tình cảm đối với cha mẹ. Kế đó là thầy. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Sau cùng là tình nghĩa anh em bè bạn, giữ gìn thật tốt, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn mới là quý. Bên cạnh việc chích ngừa, muốn có sức khỏe tốt, các em phải thường xuyên tập thể dục. Tuy chỉ là những động tác đơn giản, nhưng nó giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tiếp thu bài nhanh hơn. Một trong những môn học quan trọng ở lứa tuổi cấp 1 là tập viết chính tả. Đây cũng là hình ảnh của chúng ta ngày xưa, gò lưng nắn nót từng câu chữ, để rồi sau khi tan học, chạy túa ra trước cổng trường, sa vào những hàng quà rong. Món khoái khẩu của học trò ư? Nhiều lắm. Nào là lòng heo phá lấu, bò bía ngọt. Các em ăn một cách say mê bên dãy đường, dưới những bóng cây các thứ quà giặt giá rất bình dân, rất học trò, mà người bán và người ăn như không còn khoảng cách, không ranh giới.
những hình ảnh của các bà bán quà rong trước cổng trường sao mà gần gũi thân thương đến thế. Đúng là hình ảnh của một thời thơ ấu không thể nào quên. Dù rằng bây giờ ta có ở đâu, đi đâu, về đâu, những hình ảnh thân thương quen thuộc ấy vẫn đi theo ta đến suốt cuộc đời. Một nhà thơ đã viết: vậy đó bỗng dưng mà họ lớn, đứng ngẩn trong dời áo tiểu thư. Dân, thời gian thấm thoát trôi qua, trôi nhanh lắm, chỉ mấy mùa phượng nở trên cành, lẫn với tiếng ve ngân gian, báo hiệu mùa hè tới rồi đi. Các cô bé, cậu bé ngày nào còn cắt tóc bung bê để trộm ở bậc tiểu học, giờ đã lên cấp 2, cấp 3. Vậy đó, bỗng dưng mà họ lớn. Họ lớn ở đây không có nghĩa chỉ nói về thời gian, mà là chính ở dốc dáng của hai cô thiếu nữ mặc áo dài trắng đạp xe tới trường trong buổi sáng sớm của Sài Gòn luôn sôi động và náo nhiệt. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn như lụa trắng. Nhà thơ Nguyên Sa đã ca ngợi tuổi mới lớn và chiếc áo dài của nữ sinh Sài Gòn như thế. Và đâu chỉ nữ sinh mặc áo dài lụa trắng hồn nhiên đến lớp mới làm cho nắng Sài Gòn chợt mát, làm cho bao chàng đứng ngẩn trong dời áo tiểu thư. Trước cổng trường cấp 2, cấp 3, tuổi học trò mới lớn vẫn hồn nhiên với những hàng quà sáng. Nào bánh mì, xôi, cơm tấm, bánh ướt, hủ tiếu, cháo, mì, bò kho. Những cô học trò nhỏ áo dài trắng đầu đời với sở thích ăn quà trước cổng trường đã tạo nên những hình ảnh thân quen, đáng yêu biết bao của một thời hồn nhiên tâm sáng. Làm sao quên được bạn bè thân yêu cùng lớp, thuở ngồi trên băng đá trong sân trường, truyền tay nhau từng trái bắp luộc thơm ngon, cắn ngập cả răng. Những giờ ngồi ôn bài theo nhóm, lúc một mình ngồi viết bài trong lớp, hoặc khi xếp hàng trong sân trường chuẩn bị vào lớp. Những buổi sinh hoạt văn nghệ giữa giờ, đâu đâu cũng thấy lại mình với trùng trùng những kỷ niệm khó quên.
Kia là cổng trường Gia Long, bây giờ là trường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là ngôi trường áo tím nổi tiếng ngày xưa. Ngôi trường cổ kính này có cổng trổ ra đường bà Nguyễn Thanh Quang, đối diện là ngôi chùa Xá Lợi, cũng nổi tiếng không kém. 10 năm trước em còn đi học, áo tím điểm tô đời nữ sinh, hoa trắng cài duyên trên áo tím. Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh. Áo tím giờ đây đã đi quá xa vào dĩ vãng. Điều đặc biệt là cạnh cổng trường trải qua bao năm tháng, bao nhiêu mốc thời gian và bước ngoặt lịch sử. Những gian hàng bột chiên, bò bía, gỏi khô bò, hột vịt lộn vẫn tồn tại như một thứ duyên của tuổi học trò con gái. Các cô bé vẫn hồn nhiên ăn quà và giờ ra chơi, giờ tan trường. Trên băng đá, cây phượng dĩ vẫn còn đó. Những cô bé dễ thương đang ngồi ôn bài, làm bài tập trước giờ vào lớp. Em đẹp làm sao dốc dáng thon, đôi vai thuôn mịn, cánh tay tròn, lưng mềm não nuột, đường tơ ống, uyển chuyển ngồi đi, dáng trẻ son. Một ngôi trường nổi tiếng khác là trường Bùi Thị Xuân, trước kia là trường Nguyễn Bá Tồng. Vào giờ tan trường, học sinh túa ra trên những chiếc xe đạp, màu áo dài trắng rợp trên đường phố như những đàn bướm dưới nắng. Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá, trắng cả hồn anh, trắng cả đường. Tuổi học sinh thường được gọi là tuổi mộng mơ, tuổi ô mai, tuổi hồn nhiên, vân vân. Nhưng sở thích giải trí ngày xưa và bây giờ đã khác nhau rồi.
chỉ còn ăn quà vặt là giống nhau thôi. Những cuốn tập ép hoa phượng dĩ, những cánh bướm, những lời thơ tình bất hủ đã đi suốt quãng đời thơ mộng, nay không còn nữa. Hè về, mỗi lớp đều tổ chức viết lưu bút ngày xanh, với những trang giấy viết về tên họ, ngày sinh, địa chỉ, màu sắc mà mình yêu thích, như xanh, vàng, tím, nhạt, vân vân. Còn bạn bè chơi với nhau, phái nữ thì không vô duyên hòa đồng, không được chảnh, còn nam thì dũng cảm, không hẹp hòi, biết hy sinh vì người khác, vân vân. Lưu bút còn ghi lại những ước mơ thời tuổi trẻ. Có những ước mơ bình thường dung dị, nhưng ngược lại cũng có những ước mơ bay bổng chín tầng mây, nhưng biết đâu ngày sau sẽ thành sự thật. Nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn là ba ngôi trường nổi tiếng. Đó là trường Lê Hồng Phong, trường Petruski ngày xưa, trường Marie Curie và trường Lê Quý Đôn. Mỗi trường có một vẻ đẹp khác nhau và đều có truyền thống lịch sử lâu đời. Nhiều thế hệ học sinh ở đây đã rời trường, đi xa trên mọi nẻo đường, nhưng hình ảnh đồng phục dễ thương của nam sinh, nữ sinh vẫn in đậm trong tâm khảm bao người, vẫn sáng lung linh dưới nắng Sài Gòn giờ tan lớp. Xin ghi tạm ra đây một cảm xúc của lưu bút ngày xanh, hầu quý vị qua đó có thể hồi tưởng lại. Đầu trang vở biết viết gì đây nhỏ, khi hè kia đã muốn trôi sang, thôi thì xin gửi đôi hàng và dòng lưu bút muôn vàng tình thương. Nga ơi, không lâu nữa là chúng mình phải xa nhau rồi phải không? Buồn quá Nga nhỉ. Hè về, hai tiếng ấy tuy ngắn ngủi nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu là cảm xúc của học trò, bao niềm vui nỗi nhớ, luôn cả cái buồn du dơ, giận hờn bất chợt của tụi mình. Tao sẽ nhớ mãi những trò đùa quái ác của lớp mình, nhớ những lúc mình đánh lộn và quậy quán bún bò, thiệt là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Những kỷ niệm đó tao viết vào cuốn lưu bút này để lưu lại, và nó cũng nằm mãi trong trái tim tao, hình ảnh người bạn thân thiết. Thôi, tao không muốn mày phải buồn nhiều, hãy yên tâm mà lo học hành thi cử. Chúc mày luôn gặt hái những thành công trong cuộc sống. Chị Tư của em, Loan còn. Quý vị chắc sẽ nở ra nụ cười khi thấy những hình ảnh lúc còn cấp sách đến trường. Nhưng gây ấn tượng nhất là những tấm ảnh có ghi chú phía sau được dán vào lưu bút ngày xanh với những dòng thơ kinh điển. Thương nhau mới tặng ảnh này để làm kỷ niệm những ngày xa nhau. Dù cho ảnh có phai màu, xin đừng xé bỏ mà đau lòng này. Những dần thơ mà bất kỳ học sinh nào cũng biết, cũng thuộc. Nhưng ai là người sáng tác? Một tác giả vô danh, nhưng chắc chắn phải là một học sinh thường hay mơ mộng. Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố, những lúc buồn vui vu vơ nào đó, ánh mắt thường nhìn vô tình dễ thương á hà. Có tiếng hát mà theo nhịp vui cùng gió thấp thoáng giữa sương, còn trên vòng lá tiếng nói được vui cùng bao nắng xuân đang về. Cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai ngất ngây, tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thương tha. Và mùa xuân đến mau mang theo cùng gió những cơn mưa đông, làm ướt áo
con đường về. Rồi những đêm lễ hội truyền thống tưng bừng, vui nhộn với các tiết mục văn nghệ như đêm lễ hội truyền thống của trường Telemann chẳng hạn. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tà từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Bản nhạc Nỗi buồn qua phường có 102 của nhạc sĩ Thanh Sơn, không chỉ nói riêng tình học trò mà còn cả tình yêu thời cấp sách. Những mối tình đầu đời của tuổi mới lớn, e ấp, rụt rè, thương nhớ đầy lãng mạn. Những trang thư với lời lẽ vụng về nhưng chưa biết bao là tình. Những món quà nho nhỏ, những ly chè thạch ngọt liệm, nói thay lời thỏ thẻ của đôi chim đã nhìn thấy nhau. Có những giận hờn làm tan vỡ nhanh chóng mối tình này, nhưng cũng có những mối tình mà người ta đem theo từ tuổi học trò cho đến khi lập gia đình. Và ngay cả những lúc già đi, nó vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong ký ức. Đó luôn luôn là một kỷ niệm đẹp, dù có thành hay thất bại. Bài Tự tình dưới hoa trong tập Đường vào tình sử của nhà thơ Đinh Hùng có lẽ sẽ nói lên được một tâm sự của ai đó thời áo trắng. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lả bóng dừa hoang dại, thâm thẳm nhìn tôi không nói năng. Bài thơ Hạnh Ngộ đã trao tay, ôi mộng nào hơn giấc mộng này. Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ, nửa như hoài vọng, nửa như say. Dân tuổi học trò là một dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người. Dấu ấn này không thể nào phai nhạt mỗi khi ta ở xa về thăm lại thành phố Sài Gòn. Bất chợt đi qua một cổng trường vào giờ tan học, bắt gặp màu áo dài trắng nữ sinh. Những tà áo dài trắng như những cánh bướm tung tăng trong nắng gió, nhắc ta về kỷ niệm xa xưa. Tưởng đâu nó đã vùi chôn trong lớp tro than năm tháng, nhưng không, nó đã bừng lên khiến ta bồi hồi xúc động đến lặng người. Cái nỗi bơ vơ lạc lõng đó đã được thi sĩ Vũ Hoàng Chương góp nhặt. Mòn con mắt đợi cổng trường, người ta về các ngã đường xôn xao, bóng ai nào thấy đâu nào, mây càng thấp gió càng cao,
một mình. Không gian ngoảnh mặt làm thinh, giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai. Mưa đầy tóc, gió đầy tai, sầu theo bốn hướng trôi dài tâm tư. Mong càng thêm, nhớ càng như, lẽ đâu tới phút này ư chưa về. Một mình gieo bước nặng nề, gió lùng xác lá bên hè tả tơi. Hồn chên chên bóng chơi vơi, hết công mặt giận chân trời lãng xa. Ra đường. Anh cứ theo bước em, anh cứ theo mỗi tên. Nhìn em xa xưa khiến cho lòng thêm lưu luyến. Dù biết em đã lâu, anh vẫn chưa dám quên. Tìm hỏi em mãi cô bé mắt to môi hiền. Chưa giấu đôi mắt này, chưa biết say đắm ai. Chỉ nhìn xa xôi gớt thương cuốn theo mây trời. Dân Sài Gòn, dấu ấn một thời tuổi thơ đã đi theo ta suốt dọc dài những chặng đường mưu sinh khó nhọc. Nhưng dù có đi đâu, ở tận phương trời nào, mỗi khi bắt gặp lại những bông phượng dĩ nở đỏ trời, nghe tiếng ve ngân vang trên các vườn cây, và bắt gặp lại một cổng trường xưa với màu áo trắng học trò, thì dấu ấn ấy lại nguội lên thành nỗi xúc động ngọt ngào về những năm tháng đã trôi qua. Lên ngọn nến mừng bạn mừng tôi, hãy thắp lên ngọn nến cho tôi cho bạn. Chắc có lẽ trong cái gì ai cũng đã từng yêu và đã từng đau khổ. Cái tình yêu khó nói mang ít nhiều lãng mạn của tuổi ô mai. Đôi khi có ai đó nhắc đến một cái tên làm cho mình khó thở, thì chắc có lẽ không ai khác ngoài tên Hoàng Thị Ngọ. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non giấu mỏ dưới cội hoa vàng. Bước em thanh thang, áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Anh đi theo hoài, gót giày thầm lặng. Đường chiều úa nặng, mưa nhẹ bâng khuâng. Em tan trường về, cuối đường mây đỏ, anh tìm theo ngọ, dáng lau lách buồn. Tay nụ hoa thương, vương bờ tóc suối, tìm lời mở nói, lòng sao ngập ngừng. Lòng sao rưng rưng, như trời mấy ngọt. Hôm sau vào lớp, nhìn em ngại ngần. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, trao dội chùm hoa, ép vào cuối vở. Thương ơi dạng thở,
biết nói chi nguôi. Em mỉm môi cười, anh mang nỗi nhớ. Hè sang phượng nở, rồi chẳng gặp nhau. Ôi mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau. Tưởng đã phai màu đường chiều hoa cỏ. 10 năm rồi ngọ, tình cờ qua đây. Cây xưa vẫn gầy, phơi nghiêng ráng đỏ. Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu. Chân theo tìm nhau còn là gian vọng. Đời như biển rộng xóa dấu ngày qua. Tay ngắt chùm hoa mà thương mà nhớ. Phố đi muôn thuở giữ vết chân tình. Tìm xưa quẩn quanh ai mang bụi đỏ. Dáng em nho nhỏ trong cõi xa vời. Tình ơi, tình ơi, hãy thắp lên ngọn nến mừng bạn mừng tôi. Hãy thắp lên ngọn nến cho tôi cho bạn. Tình người là niềm vui mãi không phai. Tình người là đường mang tới tương lai. Hãy thắp bao mơ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có một bài hát rất hay. Em còn nhớ hay em đã quên? Dân. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Thứ nắng mưa ấy không chỉ là thời tiết, mà là kỷ niệm với Sài Gòn, với những con đường phố rợp bóng mát. Ở đó có những ngôi trường ta đã đi qua với màu áo trắng bay lên, lung linh thứ sắc màu kỷ niệm, làm thành tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi. Yeah.
đạt giải cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Số mấy? Mong rằng cuốn băng này làm hài lòng quý vị ít nhiều. Tất nhiên nó cũng có nhiều sai sót, mong quý vị thứ lỗi cho. Nhất là chưa đề cập đến một số trường nổi tiếng khác như Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn, Kỹ thuật Cao Thắng, Phan Sầu Nam, Mạc Đỉnh Chi và trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, vân vân. Có trường còn tồn tại và phát triển, có trường đã biến mất, đổi thành tên khác hoặc trở thành cơ quan nhà nước. Xin quý vị hãy yêu cầu và gửi thư về trung tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn để phục vụ cho quý vị. Không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành gửi đến quý vị, vì trong thời gian qua quý vị đã chiếu cố và ủng hộ cho trung tâm chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và gia quyến sức khỏe dồi dào, tấn tài, tấn lộc. Xin cảm ơn. Các bạn vui lòng like, comment, subscribe.